Hello, chào mừng quý anh chị và các bạn đang đến với chương trình phân tích thị trường vào đầu mỗi phiên và tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Thì trong ngày hôm nay thì Thái Lê sẽ tiếp tục quay trở lại với cái chương trình, đó là lọc cái cổ phiếu để chúng ta tìm kiếm xem những cơ hội đầu tư nào. Phải nói là trong cái thời điểm hiện nay là một cái bối cảnh mà thị trường sau những cái nhịp hồi phục sau sau những nhịp hồi phục thì đang tiệm cận với cái vùng kháng cự. Thực sự là đang tiệm cận với vùng kháng cự. Tuy nhiên thì hy vọng là trong chương trình này chúng ta có thể lọc và tìm những cái cổ phiếu tích cực hơn, mạnh hơn so với thị trường để tránh cho cái việc là các anh chị chúng ta FOMO. Phải nói là cái thời điểm hiện nay như cái tiêu đề của Thái Lê đưa ra, đó là các anh chị hãy cẩn thận. Như còn lại các anh chị đoạn này, nếu mà chúng ta chỉ hơi kỳ vọng quá một cái là chúng ta đúng lại tiếp tục nhảy vào đỉnh của cái giai đoạn sideways, đỉnh giai đoạn sideways thôi. Tức là cái nếu mà thiệt hại của các anh chị thời điểm này của chúng ta thì cũng không quá là lớn, không quá là lớn, nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta bị cảm giác bị khó chịu trong cái quá trình đầu tư. Đặc biệt thì cái thời điểm mà kết thúc năm 2023 thì đã tiếp cận gần rồi. Rồi các anh chị trong quá trình theo dõi đừng quên ấn like và ấn subscribe của kênh YouTube của ITP nha. Và với những anh chị đam mê thích về cái công cụ Ichimoku Chính Pháp thì các anh chị lưu ý là thời điểm hiện nay ITP đang có các cái chương trình đào tạo offline. Với cái chương trình online của ITP hiện nay thì cơ bản là đang tạm dừng rồi và có lẽ là dừng một thời gian rất là dài, mà sẽ tập trung vào cái việc đào tạo offline. Thì cuối tuần này thì sẽ có chương trình diễn ra ở tại Quảng Ninh, và sang đầu tháng 1 thì có cái chương trình ở tại Đà Nẵng, và sang tháng 3 thì có chương trình tại Nghệ An và Thanh Hóa. Các anh chị đang ở những cái tỉnh thành này, các anh chị có thể liên hệ, hoặc các anh chị đang ở gần những tỉnh thành này hãy đăng ký tham gia để sớm nhất anh chị ha. Rồi, còn lại chương trình ở Hà Nội và ở Sài Gòn thì thời gian vừa rồi thì chúng ta cũng đã kết thúc hai cái tuần vừa rồi, và với cái số lượng anh chị tham gia thì khá là đông và đều bị full full phòng so với kế hoạch trước đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi về cái đánh giá về diễn biến của thị trường của VN Index anh chị ha. Thì thời điểm hiện nay VN Index của chúng ta cũng đang kéo lên ở tiệm cận ở cái vùng 1125. Các chị còn nhớ cái câu chuyện 1125 này thì Thái Lê cũng đã chia sẻ với các chị từ cuối tuần trước. Thì với cái việc mà tiệm cận lên ở cái vùng này, đây là một trong những cái vùng cản khá là mạnh của VN Index. Đây sẽ là một cái vùng cản khá là mạnh. Và quan điểm của Thái Lê thì khi mà tiến lên ở cái vùng này thì VN Index dễ có thể có những cái sự rung lắc và sideways ở quanh đây một hai phiên, trước khi nó có một cái xác nhận là quay trở lại một cái đà giảm ở đây. Và cái cú mà giảm ở đây thì Thái Lê vẫn đang hơi 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 quan ngại, bởi vì nó có thể là rơi về những cái vùng thấp hơn như là 1090 thì nó vô cùng là thiệt hại. Nó vô cùng là thiệt hại, nhưng mà đấy là cái điểm đấy. Ngoài ra nữa, các chị cũng biết là cái thời điểm hiện nay các chị biết là chúng ta đang có một cái vấn đề gì mà trên thị trường chúng ta cần phải lưu ý không ạ? Theo anh chị có vấn đề gì ạ? À, đó chính là cái vấn đề vào cuối các cái quý, và đặc biệt như cuối của năm, cuối năm á, thì các công ty chứng khoán đòi hỏi họ sẽ phải rà soát lại tất cả các cái tài khoản về liệu có bị vi phạm các cái tỷ lệ rủi ro của Ủy ban chứng khoán hay không. Các chị lưu ý nhá, trong cái quá trình mà cung cấp margin cho các công ty chứng khoán, các công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư ấy, thì có rất là nhiều cái cổ phiếu rất là tốt và doanh nghiệp tốt thì người ta cấp những cái margin cao có thể vượt qua cả cái tỷ lệ của ủy ban, như là không phải là 0,5 mà có thể là lên đến 0,3 hoặc là 0,4 đó, tức là cái tỷ lệ nó cao hơn cái chị. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái cổ phiếu mà không được ủy ban chứng khoán cấp margin nhưng mà nó cũng tốt, nên cũng có thể được cấp 1, 10%, 20%. Và tương tự với cái vấn đề đấy thì cái tỷ lệ mà forward sale hay là call margin ở cả các công ty chứng khoán nó có thể rơi về ở cái ngưỡng là ở cái mức 0,25 hoặc là 0,3. Tuy nhiên thì theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán đó là 0,35 là sẽ là bị vi phạm call margin. Do vậy nên là trong cái thời điểm mà cuối năm khi để đưa ra những cái báo cáo quý chuẩn chuẩn mực thì các công ty chứng khoán sẽ có những cái động tác, đó là rà soát lại những cái trạng thái, những cái tài khoản vi phạm này. Và dự kiến thì vào thời điểm mà cuối năm 2023, cuối trước cái ngày 29 thì hầu hết các cái tài khoản mà bị vi phạm họ sẽ có những cái việc là cân đối xử lý để hạ bớt tỷ trọng. Còn lại nhà đầu tư mà nạp thêm tiền thì tốt quá đúng không? Thì thị trường của chúng ta sẽ thêm thêm sự tích cực, nhưng mà ngại nhất là những cái ông mà bán để hạ tỷ trọng. Ngoài ra nữa thì cái ngày mùng 4 tháng 1 thường là cái ngày mà sẽ à ngày mùng 5 tháng 1 sẽ thường là cái ngày là bị xử lý cái tài khoản, thì thường đó cũng là một cái ngày mà rung lắc ác. Do vậy nên là Thái Lê đánh giá cái thời điểm hiện nay
Đó là cái thời điểm mà thị trường đang tiệm cận lên cái vùng mà khoảng 1125. Các chị có thể thấy thời gian vừa qua chúng ta thấy lo lắng sợ hãi, nhưng mà lên đến đây rất là nhiều anh chị chúng ta khá là hưng phấn và cố gắng tìm kiếm các điểm mua. Ok, hôm nay Thái Lê sẽ chia sẻ với anh chị có những cái điểm mua những cái cổ phiếu nó đi hơi bị ngược dòng một tí, nhưng mà phải nhấn mạnh lại với anh chị thời điểm hiện nay phù hợp với giao dịch ngắn hạn. Và thứ hai nữa là cái ngưỡng mà 1125 như Thái Lê chia sẻ vẽ ở đây thì đây sẽ là một trong những cái thời điểm nó có thể xảy ra điều chỉnh trong cuối tuần. Hy vọng để làm sao mà cái chị có một kỳ nghỉ lễ tiết dương, có một tâm thế tốt anh chị ha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang cái bộ lọc này. Sang bộ lọc Thái Lê sẽ đi qua hai vấn đề trong cái ngày hôm nay, đó là đi qua một số cái bộ lọc mà robot đã lọc. Thứ hai nữa một số cái cổ phiếu mà Thái Lê đánh giá là các chị có thể lưu ý quan tâm được. Ôi, cô Tô Công quá mạnh ha. Cô thấy cầm quá mạnh luôn đó. Rồi DPR Đồng Phú hôm nay cũng tăng rất là mạnh à. HDG, ok, HDG thì cái lê cho là cũng là một cái cổ phiếu các anh chị có thể nghiên cứu để kinh doanh được ha. HDG. HDG mua ở vùng giá 28.5 luôn. Đấy, thế là khá là gần luôn đấy. Cách có 1% thôi này. HHV. Ok, HHV cũng được, nhưng HHV Thái Lê nghĩ phải chờ 14.6 thì cũng hơi dài dài, thì chờ thêm đi. PHR cao su Phước Hòa hôm nay cũng tăng mạnh ha. Rồi Phước Hòa nếu mà có chỉnh lại được cái vùng giá 48 thì chúng ta sẽ qua kinh doanh. PHR hay nhờ. Được. Đấy. SSC như vậy là bất động sản khu công nghiệp đang có cái sự thức giấc trở lại. Rồi, cổ phiếu GIA xấu ha. VOS vận tải biển này. Đánh lên 13. Ok, cổ phiếu này đánh được anh chị này. 11.4. VOS. Nhiều cổ phiếu. PR chúng ta có rồi. Cổ phiếu gì ấy? DRC cái chị cẩn thận này, bắt đầu có xuất hiện khách sạn ở phiên ngày mai là rất là khoai này. Rồi, Hoàng Anh Gia Lai tầm đoạn này chắc là chuối điều chỉnh thêm lần nữa là mệt mỏi. Những cổ phiếu không dành cho những nhà đầu tư không có hàng đúng không? Hoàng Anh Gia Lai tầm này vào thì quá khó khăn luôn. Vận tải biển có vẻ nhìn chung là cũng khá là sáng đấy, nhìn chung là khá là sáng. Rồi như cái cổ phiếu này cũng tăng lên mà không được mạnh. Rồi như vậy thì lướt qua thì có được ba cổ phiếu này cũng xịn sò đấy anh chị ha. HDG, PH là đấy. Để Thái Lê cũng phải chụp lại cái hình này, cái này đúng không? Nó là những cái cổ phiếu khá là tốt ạ. Rồi bây giờ thì có một số cái cổ phiếu nữa mà cái chị mà hào hứng ở cái nhóm chứng khoán này, thì đây là cũng là một trong những cổ phiếu mà Thái Lê cho là hiện nay khá là thông thoáng trên đồ thị tuần cũng như trên đồ thị ngày, các chị có thể kinh doanh được, nhưng mà kinh doanh thì nên chờ giá đỏ như 32 thì kinh doanh, còn không thì thôi bỏ qua nha. Rồi nhóm chứng khoán này, FTS cũng là một cái cổ phiếu đang khá là tốt này, và gần như tất cả các cơn sóng thì không thể bỏ qua FTS được. Thì đây là cái cổ phiếu mà gần như hầu hết các cái sóng mà bắt đầu khởi mào hay là các sóng mà bắt từ đáy đi lên thì Thái Lê cũng luôn luôn là nhìn cái cổ phiếu này, và thường ít khi bỏ lỡ cổ phiếu này, chỉ có là không ăn được được nhiều như 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 thực tế của nó thôi, toàn ăn non. Nhưng mà đây là một cổ phiếu rất là khỏe, khá là thông thoáng để các chị có thể chú ý để kinh doanh được. Nói đến cái nhóm nhóm vận tải biển lúc nãy chúng ta có là VOS, thì có một cái mã nữa cũng đang khá là sáng, đó như Gmandep này. Các chị kinh doanh ở ngay vùng 70.5 71 là đều ok rồi đó. Rồi với những anh chị mà kinh doanh thích ở nhóm bất động sản á, thì chúng ta không có gì khác, đó là nhiều
đất xanh này, đất xanh của chị có tin là thị trường, nhưng mà đất xanh thì kiếm khoảng tầm 4% thôi nhá. Cái chị kỳ vọng nhiều quá là cái tầm đoạn này khó đấy, bắt đầu là khó dần rồi đấy. DG chắc là đoạn này đánh cũng khó này, đánh lên được 27.4 mà bây giờ là tầm giá này thì mệt rồi. 55 này, 55 có thể kinh doanh được anh chị này. 55 là quanh 37 là kinh doanh được. Đấy, thì đấy là một số cái cổ phiếu mà các chị chúng ta có thể quan tâm được, có thể kinh doanh được. À rồi, một cổ phiếu nữa rất là hay đó là AFM. AFM cái gì phải xác định đoạn này mua là mua hơi sớm. Nhưng mà nếu các chị mà kiên nhẫn hơn, các chị có thể chờ đợi khoảng tầm 4 đến 5 phiên nữa. À, tức là tuần sau á, sau Tết Dương thì các chị nhớ nhắc Thái Lê nếu mà nó nằm ở trên 10 hoặc 10.1 nha, các chị nhớ nhắc nha. Bởi vì mua thời điểm hiện nay thì nó sẽ mua hơi sớm một tí, nhưng mà cơ bản là có thể là chúng ta mua trước 2% rồi sau đó mua đầy đủ hơn sau trong cái tuần sau khi nó chính thức là nó vượt được nó nằm trên được 10.1, nhưng mà phải tuần sau mới là cái thời điểm an toàn để chạy cổ phiếu. Nên các chị nào mà thích cổ phiếu AFM thì đừng quên ấn like cho thầy, ấn gì à? Ấn một cái nút comment điều gì đấy ở dưới này để chúng ta ghi nhớ với nhau nhá. Rồi rất là cảm ơn các chị đã theo dõi cái chương trình nhận định thị trường trong sáng ngày 27 tháng 12, và chúc các chị có một ngày mới giao dịch thành công và tràn đầy năng lượng. Đừng quên ấn like và ấn subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của ITP. Đặc biệt hãy comment hay thả những quả tim màu xanh màu tím ở dưới cái phần comment ủng hộ cho Thái Lê. Xin chào và hẹn gặp lại các chị ha.